Cặp đấu giữa Hanoi Buffalo và Nha Trang Dolphin luôn mang trong mình những cảm xúc đặc biệt. Trong chuỗi trận bán kết năm trước, Hanoi Buffalo đã đánh bại Nha Trang Dolphin với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, ở trận chung kết, đại diện thủ đô đã phải nhận thất bại trước sự tỏa sáng của Manarius Pip, hậu vệ mới của Nha Trang Dolphin. Lần đầu gặp lại nhau tại VBA 2023, Hanoi Buffalo được đánh giá cao hơn với chuỗi 3 chiến thắng gần nhất và đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nha Trang Dolphin mới trải qua trận thua và đứng ở vị trí thứ 4. Trận đấu này chứng kiến sự pha trộn của hai dạng phong cách chơi đầy thú vị. Hanoi Buffalo đang thể hiện phong độ cao, trong khi Nha Trang Dolphin lại có sự khởi đầu mạnh mẽ. Manarius Pip và Dominic Tham của Nha Trang Dolphin đã thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo trong việc tạo ra các pha ghi điểm. Ngược lại, Hanoi Buffalo cũng có những cầu thủ nổi bật như Đinh Thanh Tâm và Võ Huy Hoàn. Những phút đầu tiên của trận đấu chứng kiến sự áp đảo của Nha Trang Dolphin. Manarius Pip đã thể hiện sự xuất sắc trong việc kiến tạo cho Dominic Tham ghi 12 điểm, giúp đội bóng phố biển vượt lên dẫn trước 15-31. Những pha ném ba chính xác của Nguyễn Hoàng Phúc cùng sự góp mặt của Dominic Tham đã giúp Nha Trang Dolphin duy trì sự ưu thế và kết thúc nửa đầu trận với tỷ số gấp đôi lợi thế. Khi bước vào hiệp 3, độ nhiệt của sân bóng không giảm đi mà ngược lại còn tiếp tục tăng lên từ những cú ném đầy uy lực của các xạ thủ Nha Trang Dolphin. Sự tỏa sáng lần lượt của Huỳnh Vĩnh Quang, Sơn Minh Tâm và Manarius Pip đã thể hiện qua ít nhất một pha ném ba thành công từ xa, mở rộng khoảng cách điểm số lên tới 30 điểm. Mặc dù đối mặt với thế trận khó khăn, Đinh Thanh Tâm, tay ném có 8 năm kinh nghiệm tại VBA, không ngừng nỗ lực để mang lại cơ hội cho Hanoi Buffalo bằng việc ghi 9 điểm liên tiếp từ 3 pha ném xa. Tuy nhiên, mỗi khi thủ đô xanh nâng cao phong độ, các xạ thủ của Nha Trang Dolphin luôn tìm cách khôi phục khoảng cách ban đầu. Sự trở lại của Dominic Tham đã góp phần quan trọng trong sự thành công của Nha Trang Dolphin. Khi chỉ còn 4 phút trước khi trận đấu khép lại và tỷ số là 59-89, Anthony January, một trong những ngôi sao nổi bật của Hanoi Buffalo, đã được huấn luyện viên Eric Rasat ra lệnh rời sân. Hành động này tượng trưng cho sự chấm dứt sớm của cuộc chiến và thất bại của đội bóng thủ đô. Trong phần còn lại của trận đấu, cả hai đội đã thay phiên tung ra sân các cầu thủ dự bị để tích lũy kinh nghiệm, cho đến khi Nha Trang Dolphin giành chiến thắng với tỷ số 60-97. Manarius Pip đã thể hiện một màn trình diễn đi vào lịch sử VBA khi ghi tới 16 pha kiến tạo cho đồng đội ghi điểm trong một trận đấu. Điều này vượt qua kỷ lục cũ là 13 pha của Việt Ano, VBA 2017, và Ngô Tuấn Trung, VBA 2016. Không chỉ thế, hậu vệ xuất sắc này còn ghi được 24 điểm và có tỷ lệ ném 83%, 4/5. Thành công nổi bật này đã giúp Manarius Pip đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Không chỉ riêng anh, trong trận này, đội Nha Trang Dolphin cũng thi đấu thành công với 17 pha ném 3 thành công, một con số cao chưa từng thấy trong lịch sử VBA.